các em thân mến, nay thầy và các em chúng ta sẽ có một cái bài học về trang trí chiếc khăn để lọ hoa. Đây là tiết hoàn tất chương trình, các em chú ý. Ở phần quan sát nhận xét thì chúng ta thấy cái khăn để trang trí lọ hoa nó có hình dạng, màu sắc, bố cục, đường nét rất là phong phú, đa dạng. Và đầu tiên chúng ta xem về chất liệu. Ở đây thầy giới thiệu cho các em có 3 chất liệu được đan bằng len hay là chất liệu bằng nhựa ni lông hoặc là cái khăn chất liệu bằng vải. Tiếp theo rồi chúng ta sẽ xem về họa tiết. Chúng ta thấy họa tiết là chúng ta có thể sử dụng hoa văn này các em, hoặc là hoa lá, hoặc là động vật. Sau khi chúng ta đã xem chất liệu họa tiết thì chúng ta sẽ chú ý tới cái phần hình dáng của khăn. Ở đây thầy cho các em xem một số mẫu hình dáng mà chúng ta hay gặp ha. Đó là hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, hình một số hình dáng chúng ta có thể tham khảo. Chúng ta qua cái phần nữa và chúng ta xem về cái hình đất. Chúng ta có thể kết hợp rất là nhiều cái hình thức để chúng ta có thể là vẽ được cái khăn trải bàn đối xứng, xen kẽ, nhắc lại và tự do nha các em. Và cuối cùng là chúng ta lại xem tới cái màu sắc để chúng ta có thể trang trí. Các em có thể làm màu sắc theo gam nóng hoặc lạnh, hoặc là trung hòa giữa hai gam. Như là tóm lại chúng ta cần lưu ý 5 cái vấn đề. Một là chúng ta tìm chất liệu. Thứ hai là chúng ta tìm họa tiết. Thứ ba là chúng ta xem cái hình dáng của khăn và cái hình thức. Và cuối cùng là chúng ta để ý tới màu sắc. Ở cái phần thực hành thì chúng ta sẽ vào cái bước 1 là vẽ khung hình, sau đó chúng ta kẻ trục đối xứng. Đây chúng thì cho các em xem mẫu hình tròn và mẫu hình vuông. Sau đó chúng ta tìm bố cục của nó, trung tâm. Bước thứ 3 là chúng ta hoàn chỉnh cái phần vẽ hình. Ở cái phần các em thực hành thì mỗi em hãy vẽ cho thầy một cái bài vẽ trang trí chiếc khăn để lọ hoa vào giấy A4. Khuôn khổ thầy cho, nếu là hình vuông thì cạnh là các em làm 16 cm, nếu mà hình tròn thì đường kính là cũng là 16 cm. Còn ở các em nào làm theo hình chữ nhật thì một cạnh các em là 12 và một cạnh kia còn lại là các em làm 22 cm cho thầy. Chúc các em làm bài tốt.